Những câu chuyện về búp bê ma gây ám ảnh tâm trí. Trên thế giới có tồn tại khá nhiều những con búp bê ma. Loạt búp bê ma này khiến những người biết đến thực sự bị ám ảnh. Elmo. Thật khó tin rằng búp bê Elmo đáng yêu lại có thể gây ám ảnh cho một ai đó. Nhưng rất không may điều đó đã xảy ra với gia đình Bowman. Năm 2008, James Bowman 2 tuổi được sở hữu một con búp bê Elmo. Điều đặc biệt của con búp bê này là nó có thể đọc thuộc tên chủ sở hữu và vài cụm từ thú vị khác. Vấn đề duy nhất là con búp bê James sở hữu lại thích để thêm từ kêu giết trước tên chủ nhân. Kết quả là nó liên tục hát kêu James, giết James. Cuối cùng, mẹ của cậu bé đã rất hoảng sợ với điều này và vứt con búp bê ra khỏi nhà. Đây là một trong những con búp bê ma gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nhiều người. Annabelle. Cô sinh viên điều dưỡng có tên là Donna nhận được một con búp bê Annabelle vào ngày sinh nhật lần thứ 28 của mình. Ngay sau khi nhận được nó, Donna và bạn cùng phòng của mình Angie bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu kỳ lạ. Con búp bê tự di chuyển được và thậm chí đã tấn công bạn của hai người là Lou. Cuối cùng, con búp bê phải ra khỏi nhà của Donna và hiện đang ở tại bảo tàng Warren Acres. Mandy. Mandy là một con búp bê sứ được sản xuất ở Anh hoặc Đức vào giữa những năm 1910, năm 1920. Mandy đã được tặng cho bảo tàng Wiesel ở British Columbia vào năm 1991 sau khi chủ sở hữu của nó phàn nàn rằng nghe thấy tiếng khóc giữa đêm phát ra từ con búp bê này. Tiếp theo, những người làm việc trong bảo tàng bắt đầu nhận thấy các bữa trưa của họ mất tích khó hiểu. Búp bê của Betty Reed. Mặc dù con búp bê này không bị ma ám, nhưng những yếu tố đáng sợ xung quanh nó vẫn rất khủng khiếp. Con búp bê này thuộc quyền sở hữu của Patty Reed. Đây là một thành viên của nhóm người đi đến California đã buộc phải ăn thịt người chết sau khi bị mắc kẹt trong tuyết. Khi đó, Reed đã buộc phải vứt tất cả đồ chơi của mình để làm giảm tải cho xe. Tuy nhiên, cô đã giữ con búp bê của mình ở lại. Reed sống sót trong hoàn cảnh kinh hoàng cùng với con búp bê của mình. Con búp bê này hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Shooter's Fort State Historical Park. Nó không bị ám ảnh, nhưng khi nhìn vào, người ta vẫn thấy rất sợ hãi khi nghĩ đến Patty Reed đã ăn thịt đồng loại của mình để tồn tại. Bubba. Bubba là con búp bê được trao cho một cô gái vào năm 1920. Nó đã ở lại với chủ sở hữu của mình cho đến khi cô chết. Tuy nhiên, sau khi chủ nhân qua đời, người ta bắt đầu nhận ra những dấu hiệu của Bubba. Nhiều người cho rằng Bubba đã di chuyển từ nơi này cho đến nơi khác để hù dọa các thành viên trong nhà. Thậm chí, chủ sở hữu của Bubba còn quay được video con búp bê này di chuyển. Tuy nhiên, bất kỳ khi nào người ta cố gắng mở video, màn hình chỉ hiện lên màu trắng với dòng chữ Bubba No. Búp bê Robert. Robert là một trong những con búp bê ma ám nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Lịch sử đáng sợ của nó diễn ra không khác gì một bộ phim kinh dị. Gia đình của Otto sống ở Key West, Florida, một ngày nọ đã đuổi người giúp việc vì bắt gặp cô thực hiện ma thuật đang trong sân. Trước khi đi, cô đã để lại cho Robert một con búp bê, sau này con búp bê được lấy tên là Robert. Robert nghe thấy tiếng con búp bê trò chuyện với mình. Tiếp đó, con búp bê này còn cười khúc khích rất đáng sợ. Thậm chí, nó còn tấn công con người và nhúc họ vào trong căn gác. Hiện nay, con búp bê Robert được đặt tại bảo tàng Ex-Martello. Búp bê của Kerry Washington. Năm 1973, Kerry Washington buộc phải đối mặt với nỗi sợ hãi thời thơ ấu của mình khi đến thăm một ngôi nhà hoang. Khi đến nơi, ông tìm thấy được một con búp bê và quyết định mang nó về nhà. Con búp bê được cho là đã ra đời cách đó 200 năm. Nhưng rất kỳ lạ là trời đổ mưa bất kỳ vào thời điểm nào con búp bê được mang ra ngoài trời. Khi nhìn vào nó, mọi người cảm thấy một nỗi buồn đột ngột. Và tất nhiên, nó được biết đến với khả năng tự di chuyển của mình.